Wow, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Legend Family. Và ngày hôm nay mình sẽ đánh một ván cờ vua các bạn à. Đánh một ván cờ vua với mô hình thiệt nha. Đây, mô hình cờ người thiệt. Đây. Đây, mình sẽ đánh con cờ vua. Cho nó. Ô trời ơi. Con ngựa đó, con đó là con ngựa đó. Ừ. Mình sẽ chơi cờ vua với máy nha các bạn nha. Chơi ghê lắm. Thấy vậy chứ nó ghê lắm. Và chị chắc sức binh sức mã hết rồi trời. Đây. Hãy chậm chậm lại xíu nữa. Từ từ. Ok. Rồi. Tiếp đi. Đây. Mình sẽ đi với cái mô hình này. Nhìn ngầu thiệt luôn á. Wow. Cái bàn cờ bình thường đó không giải nó cao lắm mà. Sao lần này bàn cờ nhìn đậu con giải nó thấp vậy ta? Thôi chạy đi. Wow, sẵn sàng nhanh chiến không kìa, lên con. Không sao. Không đi đây được, đi đây cũng không ổn, sẽ bị con ngựa nó ăn. Chẳng thấy ngựa hả? Thôi, nói vô thí gì trời, đánh cờ mà chơi cờ thí không được. Không biết con ngựa đây luôn đi. Bay ngựa nha, ở đây con. Ở đây chiến đấu. Chơi cờ là mình không nên thí nha. Chơi cờ là phải nhiệt tình lên. Còn giết chết thôi nha. Chết thôi đem về nhà ngủ nghỉ nha. Chứ chơi cờ đừng nên thí. Vậy mà. Đây không? Được, đây chi. Mục đích đến đây làm gì? Để coi. Ở đây ạ. Lên đây. Ở đây chị. Đi lên xong đi xuống cũng được. Wow. Nó hỏi coi mình có đi nhập thành không đó. Tại vì cờ vua thì có một cái chức năng đó chính là nhập thành các bạn à. Khó chơi quá. Máy nó thông minh quá. Cũng không lại. Xe xe ra. Tao đi. Ừ. Mình muốn xem nó chiến đấu sao quá. Và đây. Nó đây rồi. Nó chuẩn bị chiến đấu đây. Ôi giời ơi. Mày đi đó hả con? Ê. Bảy. Qua. Bẹp bẹp. Ô nó đi đó kìa bà con. Ô nó định làm gì vậy? Đấy, xem coi. Mục đích nó đi đây làm gì ta? Kệ nó đi. Nha. Giờ mình đi tiếp nè. Tiếp. Lên. Đuổi con ngựa đó về. Ngựa hả? Trời, đi lên xong đi xuống. Ngựa hả? Đúng rồi con ngựa. Dạ. Không biết đi lên xong đi xuống các bạn. Thôi cho nó chiến đấu đi ha. Chứ nãy giờ để chán chết. Chiến đấu đi. Ừ. Ây. Wow. Rớt kiếm rồi, rớt kiếm rồi. Ây. Phóng dao lỗ đầu mày nè con. Đó, lụng mắt rồi. Chết. Ủa lính mình chết mà sao mình vui vậy.
Này coi đây, ta sẽ trả thù, ta sẽ trả thù. Giết chết anh của ta hả? Coi đây, ơi, đó, phòng đất khiên cái hình này. Cảnh tự tử chết luôn. Trời ơi, chơi vừa lắm nha. Đó, vậy đó, ngon lành. Wow, cái này, trò chơi mình khoái hình nha. Thiệt luôn á, vui thiệt. Giết ngựa. Ừ, chiến binh kỵ sĩ ngựa hả con ơi? Một con chó của ta có thể giết chiến binh. Em chiến đấu kịch liệt quá trời. Đỡ né. Ừ, học thành lôi bắn họng nó ra. Đỡ rồi. Sẽ ừ, sẽ nghe cổ các bạn, thằng này chơi điếm thúi dễ sợ luôn. Điếm thúi ghê luôn. Trời ơi, đỡ cho đã vô. Cuối cùng nó chơi như vậy đó. Chào nó hỏng lên không? Nè, con này trả thù nè. Ê, 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 đừng giết tôi, cứu mạng. Cứu mạng, đừng giết tôi. Ơi, à, rồi xong. Trời ơi, rớt rồi, rớt đài rồi các bạn. Rớt đài rồi. Không sao, không sao. Rồi xong, con này chết queo rồi nè. Để coi, bảo vệ nó coi. Không còn... hậu nó giết chết không được, thôi bảo vệ nó mới được. Xém rớt này các bạn. Quỷ hậu đi đâu vậy? Qua wow, chiếu. Nó chiếu mình kìa các bạn. Nó chiếu mình kìa. Wow, nó biết chiếu mình luôn. Ghê quá. Đi qua đây. Vua đi đi, ừ. Lên, chiến đấu tiếp. Ừ. Chiến đấu tiếp. Ừ. Vô, vô con. Hình, hình, đó, hút nha, trâu hút nhau vậy đó bạn. Trời, nhìn hai con trâu đang hút nhau vậy đó. Chù, cái đánh thì ngon nè. Quen sao với cái hình cá chết luôn kìa. Ghê, mày tập võ ghê lắm nè. Thiệt luôn. Cái gì đây? Ồ, không kệ đi. Wow, trời ơi, nó quay lại nó trả thù kìa bà con. Nó lại đây, nó lại đây. Sao sao sao, ây, vừa lắm. Vừa lắm, vừa lắm. Đứng nó múa cho cố vô nha con. Cho cố vô, trời ơi, đứng nó múa cho cố vô, nó múa cái hự, cái chết luôn á, thiệt chứ. Múa cho cố vô, vô dụng, vô dụng. Thiệt chứ. Vô dụng, phải tèo ra. Đây, coi đây, chàng hiệp sĩ của ta. Giết ngươi. À, ta lên đây. Ở trời đất ơi, cái gì vậy? Nó lộn mèo xong, lộn mèo nó đứng lộn mèo xong tự chết kìa các bạn. Chưa kịp đánh đánh gì luôn kìa các bạn. Kìa thiệt kìa. Tào lao vậy, cái chết lãng nhắc nhất từ đó tới giờ tôi từng thấy luôn rồi. Đó là cái chết lãng nhắc nhất mà tôi từng thấy luôn. Nhầm cái thứ gì đâu, vừa nhào vô cái chết vậy. Giết nó luôn. Ừ. Đây vô đây con. Ây. Ngon. Nhào vô nhé. Công nhận con lính này nó khôn ghê luôn. Thiệt. Đây là một con chốt. Vẫn chưa biết. Anh ấy vẫn chưa biết. Anh ấy đã làm cái gì. Vẫn ngơ ngác. Tại không biết tại sao nó chết. Có kìa. Có kìa. Tự hào ghê. Tự hào ghê. Thiệt luôn. Không biết tại sao nó chết luôn, trời ơi. Cái này hài thiệt, cái game gì đâu mà khoái thiệt luôn. Mê cái game này đó, thiệt. Đánh con nào đây ta, con này ha, hay là con này, hay là con này. Giết ông pháp sư này đi. Hay là lên đây đi. Đánh thì đánh đuổi, trời ơi, đánh bảo toàn sức mạnh. Wow. Nãy giờ tôi chưa kịp đụng tới quân đen quân trắng của tôi đó thiệt. Nè.
có hai ông giáo chủ đánh nhau nè. Dạ. Như mấy ông hoàng nhà thời đó các bạn. Quên. Thụi đó cho vừa. Thụi cái nữa nè. Chết luôn các bạn. Ghê. Nhìn vậy chứ cũng ghê lắm á, chứ không có giỡn đâu. Wow. Nó bắt kìa. Trời ơi, con lính ngu quá. Lấy cái gì đỡ đây? Cái này bảo vệ nó hả? Không. Đi đâu về ta? Đi đâu bắt con hậu này về ta? Không đi đâu bắt con hậu cũng không đi đâu bắt được. Không. Bảo vệ hả? Thôi bảo vệ nó đi. Vua. Ôi trời ơi, đánh đánh gì tầm này, chơi là chơi phải bảo toàn số lượng đúng không?